Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa, ngay sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Chia sẻ tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm 2024 tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ. Ông nói: Riêng trong tháng 4 năm 2024 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 3,1 đến 3,6 độ C. 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử. Đặc biệt tại Đông Hà, Quảng Trị, nhiệt độ ngày 28 tháng 4 năm 2024 đo được là 40,0 độ. Đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 cho đến nay tại Quảng Trị. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gai gắt kéo dài trong tháng 4 năm 2024. Theo ông Hoàng Đức Cường, những tháng đầu năm 2024 đã xuất hiện rất nhiều mưa rông kèm mưa đá. Tính đến ngày 7 tháng 5 trên cả nước đã xuất hiện 72 trận mưa đá, trong đó tỉnh Nghệ An là tỉnh có số lần xảy ra mưa đá nhiều nhất trên cả nước với 11 trên 72 trận mưa đá. Mưa đá lốc xét và gió giật mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế, xã hội và môi trường. Dòng chảy trên các sông hồ chứa khu vực bắc bộ phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30 đến 60% thiếu hụt nhiều trên sông Thao và sông Lô từ 50 đến 60%. Dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 25 đến 50%. Xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ trong mùa khô 2023-2024 đã đến sớm và gai gắt hơn trung bình nhiều năm và năm 2022-2023. Các đợt xâm nhập mặn trong thời gian vừa qua đã gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ tại một số khu vực chưa có điều kiện tiếp cận nguồn cấp nước tập trung tại một số tỉnh ven biển. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính, dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. Biến đổi khí hậu từ nay đến cuối năm tiếp tục tác động, làm gia tăng tính cực đoan, nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, rông lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến Enso năm 2020. Bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hay còn gọi là VTP Group, cùng chồng là ông Chu Lập Cơ, một doanh nhân sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài, có hai người con gái tên là Chu Duyệt Hằng, hay còn gọi là Elizabeth Chu, sinh năm 1994 và Chu Duyệt Phấn, sinh năm 1995. Trong vụ Vạn Thịnh Phát, cả hai đứng tên sở hữu rất nhiều cổ phần tại các công ty trong hệ sinh thái tập đoàn. Không những thế, vị trí chức vụ tại hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát cũng rất cao. Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty vệ tinh quay quanh trục lõi là tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có những công ty hoạt động thực sự, có nhóm công ty đóng vai trò ma, nhóm công ty định chế tài chính và nhóm công ty có trụ sở nước ngoài. Trong số các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, loạt công ty có vốn điều lệ lớn do những nhân vật chủ chốt nắm giữ cổ phần, đặc biệt nhiều công ty có tên sở hữu của hai cô con gái. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 13.000 tỷ đồng do Trương Huệ Vân làm tổng giám đốc, có bốn cổ đông, trong đó đáng chú ý hai cô con gái Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn nắm mỗi người 10%, tương đương 130 triệu cổ phần, tương ứng 1.300 tỷ đồng. Đầu tư Vạn Thịnh Phát có 4 cổ đông gồm tập đoàn Vạn Thịnh Phát 49%, bà Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn, mỗi người sở hữu 198,4 triệu cổ phần, tương đương 1.940 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 15,5%. 20% cổ phần còn lại do công ty cổ phần Emero mà bà Trương Huệ Vân làm đại diện nắm giữ. Chu Duyệt Hằng và Chu Duyệt Phấn hiện nắm giữ 70% cổ phần của công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Công ty này được thành lập cuối tháng 10 năm 2020 với tên ban đầu là công ty cổ phần Bảo trợ Thuận Triều. Công ty có vốn điều lệ lên tới 8.800 tỷ đồng, tương ứng số cổ phần hai chị em Duyệt Hằng, Duyệt Phấn đứng tên tại đây lên đến 6.160 tỷ đồng. Như vậy ước tính khối tài sản mà hai cô con gái bà Trương Mỹ Lan đứng tên lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Mặc dù đứng tên hàng chục nghìn tỷ đồng trong khối tài sản của hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, hai cô con gái bà Trương Mỹ Lan và ông Chu Lập Cơ không nằm trong diện bị khởi tố không phải ra tòa. Như vậy theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra, hai cô con gái chỉ đứng tên còn thực sự không tham gia vào việc kinh doanh của bà Lan, do vậy không bị khởi tố trong vụ án. Ở một diễn biến liên quan, tính đến ngày mùng 4 tháng 5 đã có 23 trên 86 bị cáo đã có đơn kháng cáo trong vụ án. Theo đó bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Trương Huệ Vân, cháu bà Lan, Trần Thị Mỹ Dung, Hồ Bửu Phương, Dương Tấn Trước, Nguyễn Cao Chí và 16 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát trình bày nhiều nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu SCB dẫn đến có rủi ro nhưng bị cáo không chiếm đoạt tiền của ngân hàng. Đồng thời bà cũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại các tội danh bị xét xử. Ngoài các bị cáo, về phía bị hại SCB cũng kháng cáo đối với bản án tuyên Bên cạnh đó, một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan như công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, công ty cổ phần T và H Hạ Long và công ty trách nhiệm hữu hạn Âu Lạc Quảng Ninh có đơn kháng cáo về phần tiền phải trả cho Trường Mỹ Lan. Liên quan tới vụ Trường Mỹ Lan, trong bản án ban hành ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao và kiến nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế C03 Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ một số dấu hiệu tội phạm liên quan. Đầu tiên với 76 quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hội đồng xét xử cho rằng các bất động sản này có dấu hiệu liên quan sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ cho trường Mỹ Lan nên hội đồng xét xử tuyên phải tách ra giải quyết trong một vụ án khác và cần tiếp tục kê biên giao cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an điều tra làm rõ xử lý sau. Tương tự, 16 bất động sản tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khoảng 1 hecta thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển được hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trương Mỹ Lan khai chi 500 tỷ đồng để ông Nguyễn Ngọc Dương mua nhưng hiện do người khác đứng tên. Tuy nhiên, hiện không có tài liệu nào xác định 16 bất động sản này của bị cáo Lan nên tiếp tục kê biên giao bộ công an làm rõ để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án. Nội dung khác trong án sơ thẩm, tòa kiến nghị điều tra làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu đô la Mỹ liên quan Trương Mỹ Lan để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả, đồng thời làm rõ các sai phạm nếu có rồi xử lý theo quy định. Cơ quan điều tra cũng cần làm rõ các phương án, dự án chưa được xử lý trong vụ án mà Trương Mỹ Lan hoặc người của bà Lan hợp tác giao kết, giao dịch để xác định đúng bản chất các giao dịch. Việc này giúp xác định tài sản và vi phạm nếu có của tổ chức cá nhân liên quan rồi xem xét thu hồi khi giải quyết giai đoạn 2 vụ án. Cuối cùng, tòa sơ thẩm kiến nghị công an, viện kiểm sát trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án sẽ tiếp tục xác minh các tài sản liên quan năm bị cáo đang bị truy nã do có hành vi phạm tội liên quan Trường Mỹ Lan. Ngoài các nội dung trên, Trường Mỹ Lan còn bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền nhưng được tách ra để xử lý riêng. Liên quan việc này, tại một buổi họp báo của Bộ Công an, phía điều tra thông tin kết quả điều tra xác định từ năm 2018 đến năm 2020 Nhóm người liên quan Vạn Thịnh Phát cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, bà Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư. Do số lượng bị hại rất lớn nên C03 đã ủy thác cho cơ quan điều tra công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát. Ở một diễn biến khác, ông Lê Thanh Hải nguyên ủy viên bộ chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh vừa bị ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật do chịu trách nhiệm trong các vi phạm liên quan vạn Thịnh Phát. Thông cáo phát chiều mùng 8 tháng 5 của ủy ban kiểm tra trung ương cho biết, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo. Hậu quả, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng. Pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất, tài chính tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền tài sản của nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật